Mến chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu đi chợ tiết kiệm. Là mình đi chợ mình mua chỉ có 20.000 tiền thịt và 10.000 tiền nấm, 3.000 đậu phộng và 4.000 tiền bí, 1.000 tiền rau mà mình nêm vào canh bí mà được 3 người ăn. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta rửa tay sạch sẽ đã. Bây giờ ta bắt đầu thái thịt. Đây là một miếng thịt rất là ngon. Bây giờ thì mình bắt đầu ướp thịt. Trước tiên ta bỏ một ít bột ngọt vô, một ít đường và một ít bột nêm và một ít nước mắm. Ta cho hành tím vô, rồi bắt đầu ta để thịt qua một bên. Đây là nấm và đậu phộng. Bây giờ mình đi băm thịt để mình nấu canh. Bây giờ thịt mình ướp được nửa tiếng rồi. Bây giờ ta bắt đầu đi kho thịt. Ta cho vào đây một chút màu, ta cho vào đây một chút đường, mình nấu lộn để mình thắng nước màu. Ta cho mua một chút xíu nước thôi. Mình để lửa nhỏ thôi. Mình thắng nước màu á, mình thắng lửa nhỏ thôi. Bây giờ cái chảo đường của mình thắng nước màu nó đã vàng rồi. Ta đổ lên một chút nước. Ta bật bếp lên. Và bây giờ mình đổ thịt vô mình kho. Các bạn và các cháu thích ăn hành mỡ thì các bạn phi vô cũng được, mà mình thì mình kiêng hành mỡ cho nên mình không có phi hành mỡ nữa. Bây giờ thịt của mình nó đã xém cạnh rồi. Các bạn và các cháu nhìn thấy là thịt của mình đã xém cạnh rồi. Ta bắt đầu đổ vô một chút nước. Trong khi chờ đợi kho thịt thì mình đi nấu canh. Bây giờ mình đổ trong son này một chút dầu ăn thôi, một ít thôi. Bật bếp lên. Mình bỏ hành vô mình phi. Bây giờ ta bỏ thịt nạc, ta bằm vô để ta nấu canh. Mình cho vô một chút đường, một chút bột ngọt, một chút bột nêm, và một chút muối. Bây giờ ta đổ nước vào. Bây giờ cái chảo của mình nó dính những cái gì là nước màu đường lên đây nè. Mình lấy cái miếng thịt mình di như vậy nè, nó sạch này. Mà nó không bị cháy nữa. Nó mình di như vậy. Trong khi mình chờ đợi kho thịt và nấu canh thì ta đi nấu cơm. Bây giờ thịt của mình sắp được rồi, ta bắt đầu đổ nấm vào. Tại vì nấm rất là mau chín, cho nên mình phải đổ vào sau. Bây giờ nồi thịt của ta, nồi nước canh của ta sôi rồi, ta bắt đầu đi hấp bọt. Bây giờ mình đổ bí đỏ vào. Và trong khi mình đổ bí đỏ vào thì ta đi giã đậu phộng. Và bây giờ mình bỏ đậu phộng giã vào trong nồi canh bí đỏ. Và thịt của mình cũng sắp được rồi. Bây giờ mình cho vào trong nồi thịt một chút tiêu. Bây giờ canh của mình chín rồi, mình bắt đầu bỏ rau ngò gai với rau ngổ với lại hành lá vào. Rau ngổ còn gọi là rau ngò ôm. Bây giờ mình múc canh ra cái tô này. Bây giờ thì mình chiếu gần cho các bạn và các cháu coi nè. Một bữa cơm chỉ có 38.000 thôi mà. Đây là một dĩa thịt. Một dĩa thịt kho với nấm. Và đây là canh bí đỏ nấu với đậu phộng, nấu với thịt nạc. Chỉ có 38.000 thôi. Đó là một tô canh bí đỏ nấu với đậu phộng, nấu với thịt nạc. Và đây là một dĩa thịt kho với nấm. Bây giờ mình bắt đầu ăn cơm. Mình mua 20.000 tiền thịt, 10.000 tiền nấm là 30, 4.000 tiền bí là 34, 3.000 đậu phộng là 37 và 1.000 rau ngò gai với ngổ, là tức là ngò ôm á, là 38.000. Miếng thịt 20.000 mình cắt ra một ít để mình nấu canh. Mình không kho hết 20.000 thịt mà mình kho, mình chừa lại một miếng để mình thái vào mình nấu canh. Bí đỏ mình nấu với đậu phộng, mình có thể không bỏ thịt vẫn được. Mình nấu chỉ bí đỏ với đậu phộng thôi, nó vẫn ngon. Nhưng mà mình có thịt nữa thì càng ngon thêm nữa. Đó. Nhìn một tô canh rất là ngon, toàn là thịt với đậu phộng. Các bạn nhìn này đó, thịt với đậu phộng. Mà ta nấu đậu phộng không vẫn được, mà ta nấu thịt không vẫn được. Vậy là mình đã hoàn thành một bữa cơm 3 người ăn. Nhưng mà bây giờ mình chỉ một mình thôi. Để chiều mình với cháu mình ăn nữa là 3 người. Bây giờ chỉ một mình ăn thôi. Cháu nó đi làm rồi. Vậy là ta đã hoàn thành một bữa cơm 38.000 mà được 3 người ăn. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì đăng ký và chia sẻ cho mình.